Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, một vị đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác nhận, cơ quan chức năng huyện Hưng Hà xã Tiến Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc một người phụ nữ bán nước tự phát trước khu vực trước cửa đền Trần Thái Bình có hành vi dùng nước mía thừa của khách trước để tận dụng tiếp tục bán cho khách sau. Trước đó, từ buổi sáng ngày 16 tháng 2, trên khắp các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip tố một người phụ nữ lớn tuổi bán nước mía, lấy nước thừa của khách trước uống giờ để bán lại cho khách đến sau. Hành vi đáng xấu hổ của người phụ nữ này bị một người dân quay lại bằng điện thoại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và được các trang mạng xã hội lớn đăng phát tán lại ồ ạt đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà cho hay, đây là điểm bán nước mía và các loại đồ uống tự phát của một người phụ nữ ở địa phương. Sau khi sự việc diễn ra khoảng 30 phút, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ, tiến hành thu giữ tất cả đồ nghề, bàn ghế của người bán nước mía và tạm dừng hoạt động với quán nước mía này. Đồng thời, Công an xã Tiến Đức cũng đang xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo quy định. Theo như trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ này sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ, chêm thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách sửa lại chứ không thay mới. Ngay sau đó, khi thông tin cùng đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi dùng bình. Theo lãnh đạo công an xã Tiến Đức, quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh, điều tra làm rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở những quán hàng khác phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo công an xã Tiến Đức nói, chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn. Nếu du khách và người dân nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ đến chính quyền để lực lượng chức năng điều chỉnh cho hợp lý. Được biết, tại đèn Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động phục vụ du khách thập phương. Lễ hội Đền Trần Thái Bình được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng riêng tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với nhiều nghi thức lễ tế và trò chơi dân gian độc đáo. Trong đó, vào ngày 13 tháng riêng, có phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dương hương tại khu vực lăng mộ các vua Trần, lễ rước nước, buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bài yết. Phần hội có nhiều hoạt động như triển lãm nhấp ảnh, mỹ thuật, thi pháo đất, thi gói bánh trưng, thi cỗ cá, thi kéo lửa nấu cơm, kéo co, hát văn, thi tem chầu cánh phượng, giải vật cầu, cờ tướng,